Xin chào mọi người, chào mọi người đến với kênh Vợ Chồng Pháp Ly, cuộc sống miền Trung. Hôm nay hai vợ chồng mình sẽ đi bắt xìa. Xìa ở bữa nay nước cạn mọi người, ven sông á. Đây là cái rớ mọi người nè. Bây giờ mời mọi người theo chân hai vợ chồng mình nha. Đi anh. Hai vợ chồng mình sẽ đi bắt xìa. Nhưng mà nước bữa nay cũng chưa cạn lắm. Mà sáng sớm nha mọi người. Thì mà đã khó đi. Giờ mình đi bắt xìa mánh nha mọi người. Mánh bây giờ nó trời hơi tối khó thấy quá mọi người ơi. Bắt xìa mánh này là trời nó có mặt trời lên kìa, có ánh sáng kìa, dễ thấy nó được. Hôm nay mình tranh thủ buổi sáng sớm mình đi bắt. Mình sẽ quay video cho mọi người cùng xem. Nhưng mà trời cũng hơi tối quá nè. Rồi mình sẽ cố gắng bắt được một bữa để về nướng mỡ hành cho mọi người xem nha. Mình sẽ đi kiếm một con để cho mọi người cùng xem nè. Thôi được rồi. Đây mọi người, mình bắt cho mọi người một con nè. Đây là gọi là bắt mánh mọi người, bắt hang á. Mọi người thấy không? Giờ mình đi bắt tiếp nha. Mọi người chờ đợi coi thành quả của mình nha. Thì bữa nay nước mới vô mùa thành ra hơi ít mọi người. Mình đi bắt được có mười mấy con chứ mấy. Giờ chồng mình đang câu cá được 4 con cá dìa rồi, 3 con lớn một con nhỏ. Người có thấy cái phao đấy không à? Không biết mọi người có thấy cái phao không biết. Hát an nữa nè. Nó phải xuống tơ liền hả? Cái này cái rớn này mọi người. Tới mình chăm đèn á. Mình chăm đèn sáng cái cá nó bu vô đèn á. Néo lên. Chịu đầu nước lớn lại đó. Người nước lớn là trong bờ hai lãi súng. Bữa hả? Thôi mình quay người coi đây nè. Mình được cái chân này, có xìa đây. Đây có được cái dĩa chân cu mình ăn cho mấy. Mình nuôi cá này. Rồi nè. Trời mình mới câu đó. Cá này nó mình lỡ mà mình bị sắt mình nhức lắm. Đó. Thấy không? Đó. Cái câu đó mình ba em lớn một em nhỏ. Thấy không? Để cho nó chết chứ không thôi. Kinh lắm. Cái này ngon nhưng mà sắp xương là hơi bị nhức á. Nó mới ăn lắm mọi người. em, hai em, ba em. Đi bắt xìa đâu không thấy á. Xìa thì không có nhiều, nhưng mà được cái gì vậy là quá vui mừng rồi. Mà được câu được con là hai chồng mình đi về cho con đi học. Những con giữ phô rồi đấy anh chị. Thả lần cuối nè, con cưới đi về. Ghê nè mọi người, đi biển vậy đó mọi người. Giờ là sáng là mà bán cá, giờ bán cá rồi xong hết rồi, giờ họ đi vô đó. Ghê này bánh tắt bắt ghẹ tôm đồ đầy đủ cá nữa. Không, mùi lẹn à, có mùi. Mấy sáng rồi, có lẽ là hai chồng mình bây giờ cũng chuẩn bị về. Mình sẽ về, mình sẽ nướng mỡ hành cho mọi người cùng xem nha. Món này nướng mỡ hành nhưng trước tiên là mình phải ngâm, để ngâm cho nó nhả đất hết ra đã, không thôi là mình đem về mình chế biến liền là nó sẽ nhiều đất luôn, mình sẽ ăn không được. Mình muốn là chỗ này nhiều quá em Hè. Đây, cái hạt của nó này, con xìa này này, nó mở hai cái miệng ra mọi người thấy không? Cái hàng nó này, ha, lên cho mọi người xem nha. Được thấy không? Xì lớn đó, xì lớn là cái miệng nó có lớn, mà cái miệng nó nhỏ là con xì nhỏ nha. Yeah. Giờ mình đổ cho mọi người soi, người cần người coi nha mọi người. Đây, thành quả này mọi người. Wow. Chà, cái này là về nướng à. Trước kia mình ngâm vào nướng mỡ hành nha mọi người. Rồi cho mọi người cùng xem nha. Rồi bây giờ hai vợ chồng mình đi về nha. Tắt sáng giờ đó mọi người, mệt đuối luôn á. Bây giờ thôi làm vào về em ơi. Vậy mình ngâm mọi người, ngâm cho sạch rồi mới chế biến. Bây giờ mình về tới nhà rồi nha mọi người. Bây giờ mình đổ xìa ra ngâm mọi người ơi. Giờ ngâm nó trễ chiều không thầy? Rồi mình lên chợ tới chiều rồi là mình sẽ chế biến món ăn cho mọi người nha. Xem nha. Xì nó xì ra trứng vịt luôn nè. Mình kết bánh là không bao giờ có con nào chết cái. Vì có sống nó hở cái mỏ ra mình mới thấy được nha mọi người. Còn chết là không bao giờ nó hở mỏ được. Chồng em xin chào mọi người nha. Khi nào em chế biến món xì nướng này em sẽ cho mọi người xem nha. Mọi người vui lòng đăng ký kênh và like, share giúp hai vợ chồng dùm em nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Hẹn mọi người video lần sau.